này. Duy. Cái gì vậy? Phải Duy không? Duy nào? Đúng là Duy rồi. Không nhận ra tôi hả? Tôi Thành nè. Công nhận nhìn ông khác thời sinh viên ghê. Xém nữa tôi không nhận ra luôn đó. Anh Duy ơi, chứ anh lộn tôi với ai đó. Tôi không phải là Duy đâu. Hả? Không phải hả? Xin lỗi nha. Cái thằng này giỡn hoài. Cậu là Duy chứ còn ai nữa. Tôi ăn cái này cho. Lâu quá mới gặp lại cậu á. Tôi cứ tưởng là hết gặp cậu luôn chứ. Lâu quá rồi ha. Anh ơi, tôi nghĩ là anh lộn người đó. Cái thằng này dễ ngay quá. Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng anh là thằng Duy, bạn đại học của tôi. Không có gì đâu, người giống người thôi. Chả anh nè, tôi mới ăn có một miếng à. Tôi không cần đâu, anh ăn đi. Cho tôi xin lỗi chuyện hồi nãy nha. Tôi có rồi. Nói nhiều quá, đưa thì cầm đi. Cảm ơn nhiều nha. Tới khám bệnh hả? Ủa, bộ tới bệnh viện là phải khám bệnh hả? Trước là sao quen, giờ kết bạn nha. Hả? Thì tôi rất là thích có một người bạn làm bác sĩ. Không thích hả? Đâu có. Vậy bắt tay đi. Tay tôi bận hết rồi. Nói nhiều quá. Vậy coi như bắt tay rồi nha. Sao được? Làm bạn rồi thì thoải mái đi. Sao được? Vậy thôi anh từ từ thích nghi cũng được. Thôi tôi đi xét nghiệm nha. Hẹn gặp lại. Thở thay đổi luôn á. Tôi cũng bó tay với anh rồi luôn. Ủa anh? Ủa? Mấy? Anh chưa về nữa hả? Chưa, tụi anh định đi ăn nè. Tụi anh tính đi ăn tối nè, đi ăn ao chung không? Thôi, có phiền hai anh quá không? Em nói chuyện kỳ, ăn uống đâu phiền, đi ăn gì vui ha. Dạ, đi. Ê, bạn Hiền, mọi người định đi về hả? Không đi ăn tối sao? Tụi tôi định đi ăn tối nè. Ồ, vậy thì tiện quá, đi chung nha. Nhưng mà bạn tôi... Nói nhiều quá, đi chung đi. Tôi đi ăn có một mình nè, hơi buồn. Đi, đi chung nha. Ủa? Em ăn cái này nha. Ừ. Em ăn đi. Cảm ơn. Ôi. Vô. Chăm chăm. Vô. Khoan đã. Anh nói đi xét nghiệm mà. Ừ. Xét nghiệm xong chưa? Rồi. Xét nghiệm xong rồi. Sao không về nhà đi? Ở bệnh viện làm gì? Nó nhiều quá. Ôi. Xin lỗi nha. Tôi không có uống được. Tại lát nữa tôi lái xe. Uống đi. Lái gì mà lái. Vô. Tôi... Đây. Để em uống về mạnh cho. Vô. Vô. Em. Cô này cá tính ha. Ủa, em sĩ đâu rồi? Có chuyện gì vậy em? Anh sĩ mới đây mà đâu mất tiêu rồi. Sĩ đi vệ sinh rồi, chút xíu sĩ vô. Sao lúc nào anh cũng bỏ rồi em một mình hết trơn. Đi tìm ảnh mới được. Em, đi, ngồi xuống. Đâu phải lúc nào nói đi đâu cũng đi theo đâu. Chút xíu nó vô. Anh sĩ đâu em cũng phải đi tìm anh sĩ hết. Tại vì á,
Anh không có người yêu, anh không hiểu đâu. Xa ảnh một chút là em nhớ anh lắm. Hình như mình gặp nhau đâu rồi đúng không? Sao vậy? Lúc đầu nhìn tôi nhận không ra, nhưng càng nhìn càng thấy quen quen. Thì ông là Duy mà. Không phải, tôi không nói tới Duy. Ông phải Duy sao tôi biết ông? Thật tình là mình chưa bao giờ gặp nhau hả? Không có. Hết giấy rồi. Ê, làm gì vậy? Đàn ông với nhau không mà, có gì đâu. Nè, cho lau lại nè. Tôi khỏi. Cũng lâu quá rồi ha. Lâu gì? Thì nụ cười đó khiến người ta rung động. Ai rung động? Thì ý là nụ cười của ông khiến tôi rung động. Thôi thôi thôi, tôi không uống đâu. Mấy người chơi đi, tôi về trước nha. Mai gặp. Ờ, bye bye. Trước đi chị. Về cẩn thận nha. Ok. Uống đi. Thôi thôi thôi, hôm nay uống vậy đủ rồi. Nó nhiều quá, giờ tôi mới bắt đầu nè. Uống đi, biết chừng nào mới gặp lại được nhau nữa. Uống ly nha, vô. Bây giờ tôi nhìn anh, tôi nhớ đến ai rồi? Giống ai? Nhớ đến một người mà tôi rất muốn quên. Sao anh lại muốn quên người ta? Người ta phụ tình tôi. Anh bị thất tình đúng không? Thì ra là phụ nữ hả? Cũng may là có chị tôi. Ông tôi bây giờ mồ tôi sanh con. Mà tôi thấy bây giờ anh cũng tốt mà. Nhờ công việc, cũng nhờ công việc bận rộn cho nên tôi mới quên luôn. Tôi nghĩ người từng phụ tình anh cũng đau khổ và rất nhớ anh. Không chừng còn đau hơn anh nữa đó. Nhường tôi nha, hôm qua tôi mới nhường anh một ly đó. Lại tới nữa rồi hả? Kết quả xét nghiệm sao rồi? Kệ nó, tôi không quan tâm lắm. Cô hôm qua là bạn gái anh hả? Đẹp á. Tôi cũng thích kiểu con gái như vậy. Nói gì vậy trời? Mà thôi, tôi đi nha. Ờ, bye bye. Sau này tôi không quay lại đây nữa đâu. Sắp đi xa hả? Ừ, cũng chưa biết nữa. Anh... Lời chào tạm biệt đó. Nhưng mà anh... Nói nhiều quá. Tôi đi nha. Đang xong tốt như bây giờ đó. Là giờ chào tạm biệt vậy luôn. Ờ... Say... Anh là người vậy luôn hả? Ông là... Biết... Biết, tạm biết, biết, tôi biết rồi. Anh.
nghe nè. Gì? Em đi đâu bắt cô chờ nữa? Rồi, cái thằng này về lẹ lên. Ô, không có trong phòng sao mở cửa tan quan vậy? Em đã nói chị là không được mà. Đây đâu phải là bệnh viện thú y. Mời chị ra ngoài cho. Đăng nỉ anh nó cho vô. Xin lỗi chị không được ạ. Cái gì vậy? Anh chị, trời ơi gặp anh may quá. Anh ơi anh giữ Harris giùm tôi chút đi. Tôi vô tôi khử trùng vết thương chút xíu thôi. Tôi ra tôi lấy Harris lại nha. Cô làm gì vậy? Tự nhiên đem chó tới bệnh viện là sao? Không có. Tại vì vô khử trùng vết thương. Giữ giùm xíu đi. Cô nghĩ sao tôi giữ giùm? Tôi bị giữ con chó mà. Cô đem nó cột chỗ khác đi. Nhưng mà bây giờ sao mà cột chỗ khác được? Sao mà cột đại nó đâu được? Đâu phải chó của anh không có sót đúng không? Một con chó đáng yêu dễ thương như Harris vậy nè. Cột đại đâu đó, người ta thấy dễ thương quá. Cái người ta lại người ta nựng. Nựng xong cái người ta có hứng lên, cái người ta bắt về luôn rồi sao? Người ta ăn cắp nó, ăn trộm nó rồi mà sao? Tôi không thấy... Nhưng mà tôi chỉ cho khử trùng chút xíu thôi hả? Tôi không thấy, cô đem cột chỗ khác đi. Đem cột chỗ khác đi. Rồi cột rồi, cột rồi, 3 phút thôi. Cột chỗ khác đi. Cô đi. Cô. Mày nhìn cái gì? Vì mày tóm được ăn trưa nè. Có khó chịu không phải đợi chủ về nghe chưa? Ăn không? Không ăn là thôi. Chú ơi, con chó này của chú hả chú? Nó tên gì hả chú? Hình như Harris thì phải. Chú cho con chơi với nó một chút được không chú? Cái này chú không biết. Tại chú không phải là chủ của nó. Một chút thôi mà chú. Chơi một chút. Nhưng mà chơi gần đây thôi nha. Dạ con cảm ơn chú. Ủa đâu rồi chị? Cả người với chó đâu mất tiêu rồi. Anh ơi một chú cô là vậy đó hả? Xin lỗi, nhưng mà Harris đâu rồi? Nó đằng sau này nè. Cảm ơn nha. Harris. Ủa nó Harris chơi ngoài này rồi, nó đâu rồi? Ủa tôi để đây mà. Sao kỳ vậy ta? Làm sao? Harris Harris! Harris! Harris ơi! Harris! Con! Tôi chưa hỏi con chó đâu rồi? Con chó... Bình tĩnh nói đi, không sao đâu, chú không la con đâu. Con chó rồi. Hồi nãy con ngủ quên rồi. Con tỉnh dậy con không thấy con chó đâu nữa. Con xin lỗi chú nha. Không có gì. Cái này lỗi tại chú chứ không phải lỗi tại con. Sao rồi? Anh kiếm được Harris chưa vậy? Tôi xin lỗi. Chắc nó bị lạc rồi. Cái gì? Harris bị lạc hả? Harris!
Diễm My! Diễm My! Harry! Diễm My! Nè, tôi đang tin tìm cuốn lạc rồi nè. Harry! Hay là con nghỉ ngơi tí đi, để đó tôi dán cho. Từ trước tới giờ Harry chưa bao giờ rời xa tôi hết trơn. Chắc bây giờ nó đang sợ lắm. Nhìn nó bự con vậy thôi, nó một mình yêu đuối lắm. Harry ơi, chắc cô xỉu á. Giờ này mà còn ăn uống nữa hả? Anh nghĩ tôi nuốt trôi nổi không? Anh nghĩ sao mà anh đưa cháu của tôi cho người khác mượn vậy? Vừa nói là con nuốt không nổi mà. Thằng mới có sức đi tìm Harry chứ. Alo. Phải con chó lông màu trắng là của cô không? Dạ đúng rồi cô. Đúng rồi, trên dây cổ nó đó có ghi số điện thoại nữa. Dạ dạ, số điện thoại của con á, Harry của con á cô. Bây giờ nó đang ở trước cửa nhà cô đó, mà nó không có chịu đi đâu hết á. Dạ, cô cho con địa chỉ nha, con tới con đón nó liền. Thủ Đức. Địa chỉ này. Con biết địa chỉ này rồi. Cô ơi, bây giờ con tới con đón Harry liền. Qua anh vợ, Harry nó chưa có ăn uống gì trơn, con chẳng ăn uống giùm con nha. Con tới liền nha cô. Đi đón Harry đi. Mai ơi, tìm được Harry rồi nha. Bây giờ tôi trên đường đi đón nó nè. Ok mà. Từ đây tới đó không phải gần, mà tại sao nó có thể đi xa vậy ta? Mà hồi nãy nghe chuyện điện thoại á, là cô biết cái chỗ đó hả? Sao cô biết cái nhà đó vậy? Harry được sinh ra ở đó. Vậy ngay từ đầu Harry không phải là của cô. Cô gì ơi, bắt giúp tôi con chó với. Ôi 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 ôi. Ôi. Xin chào, xin chào. Cảm ơn cô nha. Harry, mà chạy bậy bạ gì không sợ bị bắt hả? Chỉ ra Harry là tên của con hả? Hề có phải là hero còn Rick là giàu có không? Anh Hùng giàu có hả? Siêu anh Hùng giàu có hả? Tại cái vậy? Dễ thương quá đi. Tên cũng đẹp mà ý nghĩa nữa. Harry ơi! Harry ơi! Mày hư lắm nha Harry. Xin lỗi. Xin lỗi nhiều nha Harry. Mày hư lắm nha. Mày xin lỗi vậy đi kìa. À, không sao. Nó đâu có biết gì đâu. Không sao đâu. À, hay tôi mời cô uống nước để xin lỗi nha. À, thôi không cần đâu. Phải cần chứ. Tại Harry mà đã làm dơ cái áo của cô. Nước cam ngon không? Thôi bây giờ mình chơi đố vui đi. À, được á. Chơi đố vui nhưng mà anh phải cẩn thận đó nha. Đố vui là tôi siêu cấp luôn á. Phải không? Ừ. Rồi, bây giờ đố cái gì ta? Đó, tôi đố cô. Tại sao dưa hấu lại được gọi là dưa hấu?
biết không? Không biết. Tại vì nó là cậu của Bi Ngô đó. Trời ơi, vậy mà nói chơi đố vui giỏi. Bây giờ tiếp nè. Tại sao Há Cảo lại biết nó là Há Cảo? Đã... biết không? Không biết luôn. Trời ơi, vậy mà nói giỏi. Tại vì nó phải biết nó là ai chứ. Trời ơi, nổ quá nổ luôn à. Đố vui giỏi rồi nữa. Vui không? cười là vui rồi nhé. Tới lượt tôi nha. Tại sao con Kỳ Đà tên là Kỳ Đà? Ủa Kỳ Đà sao? Tôi không biết. Tại vì Kỳ Đà là cha của Cắt Ké. Vậy là cô nhớ ra mấy bài đồng giao rồi đúng không? Đúng rồi. Kỳ Đà là cha Cắt Ké. Cắt Ké là mẹ Kỳ Nhông. Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà. Công nhận cô lanh thiệt nha. Nhưng mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 20 tuổi. 20 tuổi luôn á hả? Tôi mới có 3 tuổi mà. Sao? Thấy vui không? Cười đó kìa, thành công rồi. Đích ơi, thành công rồi. Cười là vui phải không? Cười là vui là kìa, Đích ơi. Thế mà hai người cũng cười được. Cuộc nói chuyện thật là nhạt nhẽo mà. Được rồi, lên xe đi, tôi chở đi. Đi. Đi lại. Đi. Harris! Trời ơi, em có biết là chị Tiên cười khổ lắm không? Có sao không? Có bị gì không vậy? Chồng cô. Cô mời ghé con uống nước. Uống nước đi. Dạ. Uống nước đi. Cô ơi, con cảm ơn cô nhiều lắm á. Con không biết phải sao để trả ơn cho cô nữa. Không có sao đâu con ơi. Cảm ơn cô nha cô. Không. Con cảm ơn cô. Không có gì đâu. Dạ. Tụi con cảm ơn cô. Dạ thưa cô. Tụi con có một ít, tuy không nhiều, nhưng mong cô nhận cho. Thôi thôi. Đã nói học lấy đâu. Con cất vô đi mà. Tại vì á, cô với Harris không có xa lạ gì đâu. Trời, bộ con quên cô rồi hả? Con hả? Ừ. Cô là chủ nhà trọ này nè. Cách đây 3 năm con thường tới lui đây nè. Cô gặp con mấy lần rồi đó. À, con nhớ rồi. Con chó này nè, nó từng ở đây. Lúc đó đó, nó nhỏ như lòng bàn tay vậy nè. Mà bây giờ con thấy á, nó lớn nhanh ghê không? Trời ơi, thời gian thiệt là nhanh. Ủa, mấy tấm hình này toàn là chụp ở nước ngoài không à? Là anh đi anh chụp á hả? Đâu có. Em nhìn sao á, mấy tấm hình này là những cảnh đẹp trên thế giới. Mà anh thì anh, ước mơ của anh là muốn đi du lịch khắp thế giới mà. Ước mơ nhớ con nít quá à. Con nít gì mà con nít. Tầm 10 tới 20 năm nữa thôi, lúc đó cuộc sống thoải mái hơn. Rồi anh sẽ đi du lịch khắp thế giới, anh sẽ chụp tất cả những cảnh đẹp trên thế giới này lại. Cũng hơi lâu ha. Chưa hết, lúc đó anh sẽ chọn một nơi mà đẹp nhất để anh sống nè. Rồi anh sẽ tìm một cô gái nào đó hợp ý với anh. Anh sẽ cưới rồi sống hạnh phúc với nhau tới trọn đời. Hay quá ha. Ở đây có rồi nè. Mà còn bị đặt tìm chỗ khác nữa hả? Vậy mình sống hạnh phúc tới trọn đời luôn. Ê, bây giờ mình chơi trò chơi đi. Không ngờ luôn á, cái trò chơi giả chết thì tưởng đơn giản mà cũng vui ghê. Nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Thời tiết đẹp vậy mà vui thiệt chứ. Phải chi được chết thì tốt biết mấy. Em có biết nước ngoài người ta có câu là the good day to die đó. Vui đúng không? Nè, không có được nhúng nhích á, đang đóng giả chết mà. Nhưng mà giả chết mà cái miệng còn nhúc nhích được là có cái miệng còn sống thôi hả? À, nằm im đó. Để anh chụp em một tấm hình. Ủa?
Rồi, coi như từ đây tới cuối đời anh không bao giờ quên hình ảnh của My nữa. Ờ, vậy là chụp hình đó hả? Đúng rồi, My cũng chụp anh một tấm đi để đừng quên anh. Ok. Anh đang đẹp trai lắm luôn nè. Xong. Đừng quên anh nha. Eric ơi. Eric. Đây nè, chào chị My đi. My ơi, cuối cùng anh cũng thỏa được ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới của mình rồi. Anh không biết mình nên đi 2 hay 3 nước nữa, nhưng dù sao đi như vậy là vui lắm rồi. Vì chuyến đi này được tiến hành sớm hơn so với dự định, nên anh đã quyết định để Harriet ở lại. Trong những ngày tháng không có anh, em phải chăm sóc Harriet giùm anh nha. Hẹn gặp lại em, chào em. Từ đây về sau á, mình sẽ sống chung với nhau, chị sẽ chăm sóc cho em thật là tốt nha. Để kiếm được mày, cô ấy phải mất ăn mất ngủ mấy ngày, nhưng dù sao mày cũng không sao đâu. Nghĩ lại, làm chó cho mày xíu vậy. Khó chịu quá. Harriet, thấy chị đó không? Chị ấy đẹp chứ? Harriet, cô nhớ chị đó không? Nè, chỉ cần chạy tới chỗ đó là được. Trông cậy vô mày đó nha. Nếu lần này thành công, tao sẽ thưởng cho mày 10 trái cưới. Đi đi, đi. Cô gì ơi, bắt giúp tôi con chó với. Ôi, dạ, tính chạy đi đâu đó cưng. Xin chào. Cái tên nó dễ thương và ý nghĩa quá ha. Harriet. Thank you.
Tao không sao đâu. Sao hết? Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn mà. Ừ? Với lại tao sắp đi xa thiệt đó. Mày đi cùng tao chứ.